kính chào các bạn học viên hôm nay kế toán việt hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách đăng ký tài khoản ngân hàng để chúng ta nộp thuế trên trang thuế điện tử gdt gov vn các bạn truy cập vào trang thuế điện tử gdt gov vn chọn vào doanh nghiệp nhấn vào chữ đăng nhập các bạn điền tên đăng nhập mật khẩu và điền mã xác nhận sau đó chúng ta nhấn vào đăng nhập các bạn vào phần quản lý tài khoản Chọn thay đổi thông tin dịch vụ. Chúng ta chọn đăng ký dịch vụ nộp thuế. Tại đây các bạn điền đầy đủ thông tin ngân hàng vào. Chúng ta nộp bằng ngân hàng nào thì chúng ta chọn ngân hàng đó và điền tên chủ tài khoản, số tài khoản vào. Sau khi điền đúng tất cả các thông tin rồi thì các bạn nhấn vào tiếp tục. Tại đây các bạn kiểm tra lại thông tin xem đã đúng hay chưa. Đúng rồi thì chúng ta kéo xuống bên dưới, nhấn ký và gửi. Ký gửi thành công. Các bạn lựa chọn ngân hàng và chúng ta đăng ký để chúng ta tải bản đăng ký mẫu của ngân hàng mà các bạn đăng ký xuống. Và đây là file mẫu của ngân hàng. Các bạn sẽ phải điền đầy đủ thông tin vào file mẫu này, sau đó in ra làm hai bản để ký nộp cho ngân hàng. Khi đó ngân hàng chấp nhận và kích hoạt cho công ty các bạn nộp thuế qua trang thuế điện tử được. Và khi ngân hàng chấp nhận cho công ty các bạn nộp thuế qua trang thuế điện tử thì lúc đó trên thanh menu bên cạnh từ khai thuế này sẽ có từ nộp thuế. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách đăng ký tài khoản ngân hàng để nộp thuế điện tử trên trang thuế điện tử.gdt.gov.vn Chúc các bạn thành công!